Xin chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn xem bản tin cập nhật giá heo hơi mới nhất ngày hôm nay của ba miền Bắc, Trung, Nam. Kênh Nông nghiệp Vlog kính chúc bà con một ngày mới vui vẻ và làm việc thật hiệu quả. Giá heo hơi hôm nay 11 tháng 1, giá heo hơi hôm nay tăng cao nhất 2.000 đồng 1 kg. Năm 2023, Giá heo hơi khá đồng nhất so với năm 2022 về xu hướng biến động theo từng tháng và giá heo hơi xuất chuồng luôn thấp hơn giá năm 2022. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng 1.000, 2.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc tăng nhẹ ở một vài địa phương. Hiện tại, sau khi tăng 2.000 đồng 1 kg, thương lái tại Yên Bái đang thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 53.000 đồng 1 kg các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Thái Bình và Hà Nam cùng điều chỉnh giao dịch lên mức 52.000 đồng 1 kg. Nhíp nhẹ 1.000 đồng 1 kg, heo hơi tại các địa phương còn lại tiếp tục được giao dịch với giá không đổi. Bắc Giang đạt mức giá 51.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg, Nam Định 51.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 52.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 52.000. Hà Nội đạt mức giá 52.000, Ninh Bình 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang 52.000 đồng 1 kg, Lạng Sơn 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Bắc Ninh đạt mức giá 50.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Điện Biên đạt mức giá 50.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Hòa Bình đạt mức giá 50.000 đến 52.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tương đối ổn định, theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có quá nhiều biến động mới. Heo hơi tại hầu hết các địa phương đang được thu mua quanh mốc trung bình là 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg, riêng tỉnh Bình Thuận tăng nhẹ 2.000 đồng 1 kg lên 50.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam trầm lắng, ở khu vực phía Nam, giá heo hơi đồng loạt đi ngang. Hiện tại, mức giao dịch cao nhất khu vực là 51.000 đồng 1 kg. Tiếp tục có mặt tại tỉnh Long An, Vĩnh Long và Cà Mau, các tỉnh Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng đang duy trì thu mua heo hơi với giá 49.000 đồng 1 kg, thấp nhất khu vực. Heo hơi tại các địa phương còn lại vẫn được giao dịch chung mốc 50.000 đồng 1 kg.